Rồi, xin chào các em. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các em làm một cái bài tập như sau. Đó là nhập vào một cái giá trị x bất kỳ và kiểm tra rằng là cái giá trị x đó nó có nằm trong cái mạng A cho trước này hay không. Bây giờ mình chạy chương trình thử này. Ví dụ bây giờ là mình nhập vào một cái số x, có nghĩa là cái số này là mình tự cho. Bây giờ mình nhập là con số số 6 chẳng hạn. Số 6 ha. Thì sau đó mình nhấn enter. Thì cái số mình cần tìm là số 6 thì nó ở vị trí là số 3. Đây. Tiếp theo mình nhập nó là con số 2. Như vậy là báo rằng là cái số 2 là số không tìm thấy trong cái mạng A cho trước này. Đó là ý tưởng của bài toán ha. Như vậy thì bây giờ đỡ làm như thế nào mà đỡ lập trình nó chạy đúng như vậy. Thì ý tưởng của mình là đầu tiên mình sẽ cho trước một cái mạng A, sau đó mình sẽ nhập vào cái giá trị mình cần tìm là bất kỳ, và sau đó nó sẽ thông báo cái giá trị nào trong này, nếu có thì nó sẽ thông báo là ở vị trí thứ mấy. Không có thì nó sẽ báo không có. Thì ý tưởng của mình á, thì đầu tiên mình sẽ kiểm tra từ từ vị trí thứ nhất cho đến hết cái dãy số này. Nếu mà cái số nào hoặc là cái giá trị nào trong cái mảng này mà bằng cái giá trị mà chúng ta vừa nhập vào thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị đấy ra. Còn mà chúng ta kiểm tra hết, nếu mà không có thì chúng ta sẽ báo là không có. Đó là ý tưởng của làm bài toán. Rồi, để làm bài này chúng ta làm như sau này. Rồi, chúng ta bắt đầu làm như sau. Thì ý tưởng của mình á, thì đầu tiên là mình có cái bảng tra trước như thế này. Như vậy đầu tiên là mình sẽ nhập vô một cái phần tử mình cần tìm kiếm là cái số bất kỳ. Mình sẽ nhập vô là một cái số x nha, hay là số cần tìm là số x cần tìm ha, số x cần tìm. Hãy nhập như vậy. Câu trả lời đây. Rồi là mình sẽ khai báo một cái biến, cái biến để lưu cái giá trị này này, cái biến thứ nhất là số x, số x còn tiền, ta bấm OK. Như vậy là chúng ta sẽ đặt cái số x còn tiền vào đây, cái biến này nó sẽ lưu cái số x này còn tiền. Cái biến thứ hai đó là cái biến y. Chúng ta sẽ thêm một cái biến y. Cái biến y của mình là mình sẽ y mình là mình khai báo ở vị trí là thứ nhất, vị trí thứ nhất đây, vị trí đây. Một biến tiếp theo đó là một biến đếm, biến đếm. Cái biến đếm này là mình sẽ, nếu mà ở trong cái mảng mình có giá trị nào mà bằng với cái số x mình nhập vào thì nó sẽ đếm nha, nó đếm. Ví dụ mình nhập cái số 5 thì nó đếm là trong dãy, nó coi trong dãy mình này có bao nhiêu số 5 thì nó đếm. Ví dụ này thì nó đếm là số 1, một số 5 là trong cái dãy này. Ý tưởng là như vậy ha. Như vậy là số đếm của mình đầu tiên là mình đợi cho nó bằng không. Một chúng ta sẽ khai báo tiếp một cái biến nữa, đó là biến vị trí, vị trí của x. Mình sẽ lấy cái vị trí của x này ra ha, vị trí của x. Đó là mình sẽ khai báo bốn biến. Rồi sau đó mình sẽ lặp lại. Lập từ vị trí số 1 cho đến
cuối dãy, cuối trong cái dãy này. Như vậy mình sẽ dùng câu lệnh như thế này. À, lên ha, lên cái mạng A này. Rồi tiếp theo á là mình sử dụng một cái hàm nếu. À, nếu mà cái phần tử ở trong cái mạng này nó sẽ bằng cái giá trị mà chúng ta nhập vào thì nó sẽ đếm là có một giá trị trong mạng. À, ý tưởng mình như vậy thì mình sẽ làm như sau. Đây, nếu mà cái số còn tìm bằng cái giá trị trong cái mảng này, bằng cái giá trị trong cái mảng này, thì nó sẽ biến đếm này, nó đếm được một, nó đếm là được là một. À, sau đó mình sẽ tăng cái biến y mình lên, tăng cái biến y mình lên, đếm được một cái, một giá trị, sau đó nó tăng lên một giá trị nữa, nó coi thử là có hay không. Cứ như vậy là làm cho đến cuối dãy ha, đếm rồi. Rồi mình chạy thử nè. À, bây giờ mình nhập cái số con tìm nè, với mình nhập số 6 nè, số 6. Như vậy y là mình bằng 9 nè, cái số con tìm của mình là bằng 6 nè, và biến đếm của mình á hiện giờ là bằng 0 nè. À, bằng 0. Vị trí mình cũng bằng 0 nè. À, chưa có ha. Như vậy là chưa được. Nếu đếm của mình thì nếu giá trị còn tìm bằng thì biến đếm này sẽ tăng lên một giá trị, và tăng giá trị y này lên. À, lý do ở chỗ đây là gì? À, mình chưa có tăng cái biến cái giá trị của nó lên này. À, mình sẽ tăng cái giá trị của biến y lên này. Rồi mình xem lại ha. Ví dụ mình nhập y còn tìm nè, nhập giá trị còn tìm, bây giờ mình nhập số 4 này. Đây, số 4 ở vị trí số 1 này. À, ở vị trí số 1 này. Như vậy á, bây giờ mình sẽ lấy ra, nếu cái giá trị nào mà nó có trong mạng thì mình lấy ra. À, như vậy mình sẽ dùng cái vòng lặp. Vòng lặp nếu thì if đây. Như vậy chúng ta cái biến đếm của mình á, nếu mà nó có lớn hơn không, cái số cần tìm này nè, cái biến đếm của mình này nè, nếu mà cái số nào mình cần tìm mà nó có trong này thì cái số đếm này, cái biến đếm này nó sẽ lớn hơn không, thì chúng ta báo rằng là nó có. Biến đếm, biến đếm này nó sẽ lớn hơn không, lớn hơn không ha, lớn hơn không, thì mình sẽ lấy cái vị thứ của nó ra. À, mình sẽ thông báo là chỗ này, mình sẽ thông báo là số ít cần tìm không có ha. Mình sẽ thông báo như thế này, số không tìm thấy, không tìm thấy số không tìm thấy. Rồi, không tìm thấy. Như vậy mình sẽ lấy cái số ít này này, số con tìm mình này. Rồi, tiếp theo là mình sẽ lấy cái giá trị của nó ra. Đây, nếu mà cái biến đếm mình đã lớn hơn không,
cái biến đếm của mình đã lớn hơn không, thì mình sẽ lấy ra. Cái biến đếm mình là quý mình nhập số 4 là biến đếm được 1 nè. À, như vậy là biến đếm nó sẽ là số còn tiền. À, số còn tiền. Số ít có trong dãy hay là số ít có trong dãy. À, bây giờ chúng ta nhập vô số 6 này. À, số ít có trong dãy này. À, vì chúng ta nhập vô số 80 này. À, không tìm thấy số 80. À, như vậy mình sẽ chỉnh lại cho nó tí xíu này. Mình sẽ dùng một cái biến tiếp tục, và trên này mình chưa khai báo dùng, đó là một cái biến vị trí. Mình sẽ khai báo một cái biến vị trí ở chỗ đây. Biến vị trí của biến x thì nó sẽ như sau. Đây là vị trí của số còn tìm, số x. Vị trí của số x như vậy, chỗ này là vị trí của nó chính là y. À, ví dụ chúng ta tìm số 33 thì vị trí chỗ đây là số 4, đây là y. À, chúng ta sẽ biến y chỗ đây. À, okay. Tiếp theo chúng ta sẽ đỡ cái biến chỗ này. Sau khi mà chúng ta tìm thấy á, thì chúng ta sẽ đỡ cái biến vị trí vào đây, vị trí của x. Chúng ta tìm thấy cái giá trị mà nó bằng, đã bằng với một cái phần tử nào trong cái mạng này á, thì chúng ta sẽ lấy in cái giá trị này ra. In cái giá trị này ra thì chúng ta dùng cái câu lệnh như sau. Chỗ này chính là vị trí của x. Vị trí của x. Chúng ta tiếp tục dùng một cái kết hợp nữa. Không, là vị trí là, là gì đây? Là chỗ đây là y. Bây giờ chúng ta nhập vô số 6 thôi, coi 6. Như vậy lúc này chúng ta sẽ lấy cái giá trị này ra. Chúng ta sẽ lấy hai giá trị ra. Thứ nhất là số còn tìm. Thứ hai là vị trí. Rồi. Chúng ta nhập số 6. Như là về 6. Như vậy chúng ta đảo ngược lại tí xíu ha. Vị trí và số còn tìm. Chúng ta nhập vào số 6. Vị trí của 6. Nhanh quá thì chúng ta tăng cái thời gian lên tí xíu. Thì nhập vào số 5. Vị trí của số x tại vị trí 2. Mình sẽ chỉnh lại cho đây chút xíu nè. Đây là vị trí là, chỗ đây là không phải là y nè, chỗ đây là số x còn tìm nè. Số x còn tìm đây. Như vậy chỗ này mình sẽ lấy cái biến vị trí vào đây. Rồi. Rồi mình chạy lại thử nè. Mình sẽ tắt máy ghi này hiện cho nó dễ thấy. Bây giờ chúng ta nhập vào số 6 này. Số 6, vị trí của số x. Số 6 là ở vị trí số 3. Như vậy chúng ta là
số cần tìm. Chúng ta sửa lại từ đây chút xíu ha. Số cần tìm là trong đây nhập vào số ít về số 7. Số cần tìm là 67 ở vị trí số 7. Bây giờ chúng ta nhập từ số 6. Số 6 nào coi. Thì chúng ta chạy, chúng ta nhập số 6. Số 6 là ở vị trí là 3 4 5. Rồi, đó như vậy là bài chúng ta đã hoàn thành rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.